Hello cả nhà, đây là bé Coca, chủ đem ra ngoài chỗ mi mập bán nè. Đó, thì qua hôm nay thấy tội nghiệp. Trên người của em thì bị cái mụn thịt ngay con mắt á, rồi bù xù tùm lum á, nên qua hôm đang mua và mới đi xì ba về nè. Đó, chưa có cha mẹ nào tài trợ hết trơn á. Coca, đưa mặt coi, Coca đâu? Coca ơi, Coca. Có cái chị Mạnh Thường Quân kia, chị muốn tìm một bé chó cho con chị đó. Một cái màu này con chị không chịu. Coca, đi nè. Coca, đổi mặt coi. Đi nè con, đi. Đi không? Đi nè, Coca. Tự kỷ hả trời? Coca ơi. Coca, đi nè, đi chơi. Trời ơi, nó ngồi kìa. Tình trạng sức khỏe của Coca là hình như là nó đang bị ho đó cô chú. Coca, đi nè, đứng lên, đó, con mắt cần phải đi tiểu phẫu, đó, để cho sức khỏe em ổn định rồi đi tiểu phẫu.